Những đức khi tu với vị tự nhìn cái đạo tràng như không chung thì trong lòng nó vui và nó cứ cười 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 nó vui thì sao đâu quý vị. Tự nhiên mình nghĩ cái duyên mình đến với cuộc đời này mình lập ra những cái trang sử mới quý vị. Tự nhiên nghĩ trong lòng nó thích lắm quý vị. Vì thấy rõ ràng là đây là một trang sử mới, phương pháp tu tuyệt vời. Cái đặc biệt nhất là cùng tu chung thấy nhau và những đức tu cùng lượt với vị luôn, chứ không phải là chúng ta bật hình ảnh lên hoặc là bật phương pháp tu lên để cho vị tu, không phải. Nếu như những đức bật lên để cho vị tu là sẽ không có phát triển được như vậy. Cái làm này thành công, nếu ai sau này làm là người đó phải hướng dẫn và người đó phải thực hành cùng với người có duyên tu với mình luôn thì mới thành công. Nếu như sau này mà một người nào làm mà chỉ có bật âm thanh hoặc bật hình ảnh cho người ta tu thì không bao giờ thành công. Dù cho là có hình ảnh của quý vị cũng không thành công luôn. Vì người ta vẫn không có được cái cảm giác trực tiếp. Như thời nào mà những đức mà không lên tu chung với quý vị, dù là hình ảnh những đức nhưng nhiều người trong đó vẫn biết. Và nhiều người nói với Hiền Đức rằng là cái cảm giác tu bữa đó không được như bằng là trực tiếp cùng tu chung. Nhiều người nói vậy đó quý vị. Nên từ nơi đó mà Hiền Đức khi lễ Phật với quý vị trong lòng nó vui vui nói à, mình có một nhân viên mà cái gì cũng lập lên một cái trang sử mới đặc biệt. Như vị thấy mà Hiền Đức nuôi người già cũng là một trang sử mới không đơn giản. Tư tưởng nuôi người già à, người sau này cứ như vậy mà làm. Đó là chương trình những pháp hội tu vì thấy cũng là vô cùng hoành tráng. Đó là những nhân duyên tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Nên cái câu nói mới mẻ một chút là thà 10 năm hoành tráng còn hơn là 100 năm sống những ngày tháng không có gì. Nên thì thấy rằng là nên cái người niệm Phật mình thì phải nhớ kỹ nha. Chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, mỗi người đều có 3 điểm đặc biệt mà người bình thường có. 3 điểm gì? Bi, trí, dũng. Người thật sự cầu sanh cực lạc có bi, trí, dũng. Quý vị để ý những đức. Bi là thật sự từ bi, dám hy sinh mình, làm những việc người khác không dám làm. Nên cái duyên những đức với công chúng dù cỡ nào cũng khó xóa tan được trong tâm người khác. Dù ai có nói gì, dù có như thế nào nhưng khó xóa tan được trong tâm của người khác. Đó là bi quý vị. Chí là có một phương hướng rất chuẩn xác niệm Phật. Dù ai nói gì, ai không tu, tôi vẫn duy trì. Chí hướng rõ ràng, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, rất rõ ràng. Dũng là người quyết định mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi hoàn cảnh, không sợ hãi, không sợ sệt. Dù người đó có lớn cỡ nào cũng quyết đoán mạnh mẽ, nói những lời người khác không dám nói. Đó là dũng đó quý vị. Nếu như thật sự người niệm Phật cầu sanh cực lạc đều có 3 cái này, giống như câu chuyện nghịch duyên, cô đó vẫn có 3 thứ bi, trí, dũng. Vì để ý đi, bà rất là từ bi dù là bà nghèo khổ. Bà rất là có chí hướng gì người ta hướng dẫn bà niệm Phật, bà không thay đổi tâm. Bà rất là dũng mãnh, là trong hoàn cảnh khổ đau nào bà vẫn cầu sanh cực lạc. Có nghĩa là bà có 3 điểm này. Và người niệm Phật sanh cực lạc ai cũng có 3 điểm này. Mắc một điểm không được. Thực sự mắc một điểm không được. Nên những người huynh đệ có những đức, cùng thợ những đức, họ thiếu dũng, họ thiếu chí. Nếu như bi họ cũng thiếu bi luôn. Họ thiếu mọi mặt. Đây là những đức nói phải chê họ. Thật sự mà nói, nếu như họ có sự từ bi thì kế đó phải có chí. Và dũng là mạnh mẽ. Vì mình có khả năng làm việc được, không phải ai cũng dễ xây chuyển mình. Dù là bản thân mình không làm được giây phút đó, nhưng bản thân mình vẫn được người sau kế tiếp tôn trọng quý trọng mình. Thấy không? Thì mình nhớ kỹ lúc những đức mà đi ra khỏi chùa có một anh em cũng nói một câu
Ồ thầy ngày xưa thầy nói rằng là nếu sau này thầy gặp nạn thầy sẽ ẩn tu, thầy không chia sẻ Phật pháp. Nhưng Đức nói rằng Phật pháp không định pháp. Phải nhớ kỹ. Năm xưa những Đức quen một vị thầy, khi ông gặp nạn thì ông đi chỗ khác, ông chia sẻ Phật pháp này kia. Nhưng cuộc đời của những Đức là khác hoàn toàn. Hoàn cảnh của những Đức khác hoàn toàn. Thật sự. Hoàn cảnh của những Đức là gì? Là từ cái nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo rồi những Đức ra làm cư sĩ, đó là khác hoàn toàn. Nhớ kỹ, cái này hoàn toàn nó khác, không có giống quý vị. Chứ không phải là những Đức gặp sự cố những Đức bỏ đi, không phải. Mà là nhân duyên đã hết, những Đức hướng đến một phương hướng mới. Nên việc làm của những Đức là nhất định phải vì người mà làm. Nên từ nơi đó cái dũng là phải mạnh mẽ quyết đoán quý vị. Mạnh mẽ quyết đoán, gan dạ làm những việc người khác không dám làm. Nên những Đức khi tu quý vị, tự nhiên lòng những Đức nó vui vui là vì sao? Vì đây là một phương pháp mới mẻ nhất. Và nếu ai nhận thức được phải để ý cái cách tu này quý vị. Cách tu này quá hay. Thật sự. Cách tu này hay cho người hướng dẫn, hay cho người được hướng dẫn luôn. Mà nhớ kỹ nha quý vị, cái cách tu này thành công là cái người hướng dẫn quý vị phải thật sự siêng và thật sự chịu tu và thật sự muốn cầu sanh cực lạc mới thành công được. Còn nếu như chỉ nhìn cách tu này mà dùng phương pháp này phương pháp kia mà mình không xác thực để áp dụng, quý vị sẽ thất bại liền. Dù có lập room cũng không có mấy người tu hết. Lạ thay, người ta không siêng tu nghe quý vị. Thêm cái nữa là gì? Tu xong rồi bỏ đại, tu xong rồi bỏ đại, không nhiệt liệt để nhắc nhở và động viên thì cũng không phát triển được luôn. Nên cái cách tu này nó rất nhiều cái ưu điểm và nhiều cái kết hợp lại quý vị để hình thành được cái cách tu này, bởi vì tu không ngán nè, và phải đưa ra một phương pháp tu làm sao mà biết điều tiết nữa. Vậy thấy không? Như sáng tối là thời khóa chúng ta là giống như thời khóa hoàn chỉnh đi, nhưng những giờ kia là thời khóa của chúng ta là thời khóa rút gọn. Quý vị để ý cái mà khi mình tu xong nghe, để ý cái tu xong của quý vị đi, vừa tu xong nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Cái suy nghĩ này không đơn giản chút nào, tại vì cái thời gian này là cái thời gian của quý vị là toàn là gấp gáp không à, nên tu xong những cái cũng cho quý vị gấp gáp luôn. Vừa tu xong quý vị biết cái tâm giờ này tu chúng ta là ai cũng phải hoàn toàn bị việc này việc kia để dành chút thời gian để tu. Thấy không? Quý vị sẽ tu được một thời, có những người bận bịu người ta sẽ đi lo việc, người ta không ngồi nghe nói chuyện được luôn á. Còn người nào ngồi được là ngồi, nhưng nên những Đức mới lấy cái cách là vô là lễ Phật luôn, lễ Phật vừa xong vị đã giữ sự an lạc, xong hồi hướng một cái vèo nghỉ liền, không để rền rà cho quý vị để bận tâm. Nếu như mà tu xong mà còn rền rà cái kia, coi chừng người ta sẽ bận tâm vừa niệm Quan Âm vừa hồi hướng mà vừa ngoái 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 nhìn đầu này đầu kia, sẽ mất đi sự an lạc trong cái lúc lễ Phật 40 phút. Nên những Đức vừa lễ Phật 40 phút xong là hồi hướng, xong một kết thúc nghỉ liền để giữ sự an lạc đó và giữ cái năng lượng đó quý vị. Có nghĩa là một cái phương pháp, một cái cách tu mà áp dụng mà tu tập một ngày 5-6 thời mà không mệt. Vì biết cái môn lễ Phật này tuyệt vời lắm. Cái môn lễ Phật này những Đức nói cho quý vị nghe, bệnh đau ung thư cảm sốt nghe, quý vị lễ hết trơn, ăn không tiêu, ăn no bụng ứ hơ, lễ Phật xong một thời sạch nhách luôn, 100% luôn quý vị. Quý vị lễ đúng đi nè, ăn không tiêu ứ hơ, bụng to mệt mỏi, bụng mỡ hay là nhức mình nhức xương sống, quý vị mà tin đi, vì lễ đi trong vòng 1 tháng thôi là có kết quả liền. Thật sự luôn á, lễ trong 1 tháng là có kết quả. Đừng cầu kết quả đó, nhưng mà hãy nhiệt tình mà lễ đi, dịu tâm xuống, lại vì sẽ thấy cái kết quả của phương pháp lễ Phật này liền. Phương pháp xuất hiện liền trong vòng 1 tháng. Đúng là quá tuyệt vời luôn. Nếu như ai mà ung thư buồn chán, lễ Phật tiêu nghiệp hết bệnh ung thư. Còn nếu không tiêu nghiệp thì chết. Thỏa mãn đến với chết chứ sao vậy? Nói vậy biết. Nên những Đức nói vậy, quý vị thấy rõ ràng không? Cái quyển sách của những Đức bây giờ những Đức tin dữ lắm rồi. Cái quyển sách của những Đức bây giờ là quyển sách, trong đó là quyển sách A Di Đà Phật. Vì hỏi những Đức mỗi ngày 4 thờ, lúc nào những Đức cũng nói chuyện với quý vị như vậy, mà mỗi buổi đều có cái lạ cái khác. Là ở đâu? Quyển sách A Di Đà Phật là quyển sách trí tuệ nằm bên trong. Chỉ cần hoàn toàn tin quyển sách này đi, rồi tu xong một thời đi, rồi nó sẽ phát sinh những cái lạ cái đặc biệt trong lúc tu xong.
Đúng là quyển sách A Di Đà Phật tuyệt vời, vô cùng tự tại, đi đâu cũng là chỉ một bộ đồ bận vào một đôi dép mang đi, là ở đâu cũng có thể chia sẻ Phật pháp, vô cùng là yên tâm, không cần phải lo âu sợ hãi luôn. Đúng là quyển sách A Di Đà Phật này đặc biệt thiệt. Còn nếu đi đâu cũng vác theo một bó sách thì bất tiện vô cùng. Quý vị thấy không, những đức ở chùa tạo ra quá trời thứ, khi ra đi những đức một bộ đồ, không cầm thêm một cái khăn. Như vậy mà có quyển sách A Di Đà Phật ở trong tâm, nó tới bây giờ luôn quý vị thấy, buổi nào cũng nói chuyện với quý vị và hồi phục tư tưởng cực kỳ nhanh, hồi phục năng lực cực kỳ nhanh luôn, nó hồi phục lại quý vị nhanh vô cùng. Thí dụ như bây giờ quý vị đi chạy bị té cái ạch, quý vị sẽ bị mất sức mệt chứ, nhưng mà đứng lên và hồi phục sức cực kỳ nhanh luôn, nhờ từ đâu? Niệm Phật lễ Phật, nhờ từ niệm Phật lễ Phật mà hồi phục sức cực kỳ nhanh luôn. Những đức nói như đúng như cái đà mà chúng ta tu như vậy, bởi vì gây dựng tín nguyện, những đức nói cuộc đời chúng ta tu nhất định thành công. Cách tu xong mà hướng dẫn và chúng ta phát triển được cái tâm lực niệm Phật này và bi chí dũng phát triển nữa, tuyệt vời. Sự từ bi của mình thật sự vô bờ bến quý vị à, vì biết cuộc đời vô thường, một ngày nào mình cũng chết đi, nên phát cái tâm từ bi vô bờ bến. Trong cái sự từ bi đó nó có sự trí tuệ là mạnh mẽ. Từ cái trí tuệ mạnh mẽ đó có, nó có cái dũng cảm hơn người. Vì thấy không? Vì mà có người đàn ông gì trong cuộc đời ở đâu mà kiếm ra? Không đơn giản đâu quý vị ơi. Nó thật sự luôn á. Thì thấy rằng là một người đàn ông hai bàn tay trắng bước vào cái một cái tổ chức nào vậy mà hình thành cái một tổ chức lớn. Xong rồi bước ra ngoài tiếp tục hình thành một hoàn cảnh mới, thích nghi một hoàn cảnh mới, đến một hoàn cảnh mới, thích nghi một hoàn cảnh mới, tiếp nhận một hoàn cảnh mới và hình thành cho chính mình một phong cách mới luôn, hoàn toàn mới quý vị, nó một phong cách hoàn toàn mới, thay đổi hoàn toàn luôn. Trong thời gian cuộc đời mười mấy năm hình thành, từ trong ngôi tam bảo bước ra ngoài trở thành một người cư sĩ, hình thành một hoàn cảnh mới, một tư tưởng mới đó. Rồi một cách tu thật sự quá khoa học, quý vị công nhận không? Một cách tu quá khoa học luôn đó, thì coi nè. Bây giờ bao nhiêu người dù nói như đứa cái gì đi chăng nữa không dễ làm việc này rồi, thật sự luôn á, khó vô cùng. Cái này không khó nhưng mà là khó, nó không khó đối với người không kiên nhẫn, không nhìn nhận ra cái việc thành công này có ý nghĩa. Nếu như người mà nhìn ra chỗ này mà siêng năng thật sự mà nó thành công từ siêng năng mà ra, thành công từ siêng năng mà ra, không có sự thành công nào mà để vào người làm biếng hết. Thật sự mà nói, Phật A Di Đà sẽ không bao giờ chọn người làm biếng. Phật A Di Đà sẽ không bao giờ chọn một cái người làm việc cho ngài mà thiếu bi chí dũng bao giờ. Bản thân những đức còn không chọn người đó, đừng nói chi mà Phật A Di Đà. Thật sự quý vị luôn, những đức không chọn người thiếu bi chí dũng. Cái người mà thiếu bi chí dũng, quý vị làm việc với họ rất sợ hãi. Họ thiếu tâm từ bi thì mắc sạch luôn. Thiếu tâm từ bi sẽ trở thành hẹp hòi. Con người sẽ biết lo sợ gì chính mình thì làm gì có chí, mà làm gì có dũng nằm bên trong nữa quý vị. Trong ba đó chỉ mắc một thôi là mắc hết tất cả rồi. Quý vị mắc đi chữ dũng thì hai cái kia mắc luôn. Quý vị mắc đi cái chữ chí thì mắc hai cái kia. Mắc đi cái chữ bi thì mắc hai cái nọ. Có nghĩa là ba chỗ này phải thật sự duy trì thì nó mới hình thành cho một người niệm Phật cầu sanh cực lạc đó, và làm việc Phật pháp cho chúng sanh lợi ích. Quý vị biết rằng cuộc đời chúng ta đừng để vô nghĩa đi qua, vì đừng để một đời vô nghĩa đi quá, uổng dữ lắm, thật sự luôn á. Nên những đức nói bây giờ đời đạo gì cũng vậy chứ, mình đã bước vào chiếc thuyền của Như Lai thì bản thân mình là đệ tử của Như Lai, người kế thừa sự nghiệp của Như Lai, thì bản thân mình phải làm sao, làm việc gì mà có ý nghĩa trong cuộc đời, đến khi mình chết đi nó có ý nghĩa. Thật sự mà nói, gan dạ làm việc người khác không dám làm đó, làm việc người khác không dám làm, vấp ngã rồi đứng lên, vấp ngã rồi đứng lên, vấp bao nhiêu lần đứng lên bao nhiêu lần, trở thành kẻ mạnh thật sự. Đừng có sợ, hiểu không? Những đức nói với tất cả các cô ngoài đây nè, không có khổ đau nào bằng khổ đẻ, đúng không? Vậy mà chúng ta dám đẻ 3-4 lần, 100% trong tất cả cái đau trong cuộc đời chưa từng thấy cái đau nào bằng đau đẻ. Vì những đức đã tổng kết nhiều người phụ nữ, những đức hỏi, họ đều nói đau đẻ là đau nhất, không có cái đau nào bằng đau đẻ.
Và trong kinh Đức Phật nói là thập tử nhất sanh, có nghĩa là một tia hy vọng sống khi người phụ nữ sinh đẻ, phải không? Như vậy mà vị còn dám dũng mãnh gan dạ mà làm cái chuyện này, vậy thì còn việc gì mà người phụ nữ không dám làm nữa? Vì còn sợ gì nữa? Chưa từng thấy một cái việc gì làm mà có thể một tia hy vọng sống trong cuộc đời quý vị. Như vậy mà quý vị dám yêu một người, thương một người và đẻ con cho một người, thì điều này quý vị quá gan dạ. Người phụ nữ đầy đủ bi chí dũng. Nếu người mẹ thiếu sự từ bi thì làm sao quý vị dám mang thai? Quý vị biết rằng là đứa bé trong bụng quý vị có khi nhóm máu còn khác quý vị. Một tế bào ung thư nó vẫn là một nhóm giống mình, không phải khác. Tế bào ung thư là do trong người chúng ta mọc ra, nó là một nhóm tế bào của mình, nhưng bị tác hại gì đó từ tâm của mình mà làm ảnh hưởng tế bào mà hình thành ra một khối u. Nó cũng từ mình mà sinh ra, không đáng sợ. Còn một đứa bé hình thành trong bụng quý vị là một nhóm máu khác, có khi không phải là cùng nhóm máu với quý vị. Và đứa bé càng lớn hình thành, nếu mà nói ra, đứa bé trong bụng chúng ta là bự nhất. Chưa từng thấy cái khối u nào bự bằng đứa bé đó. Đúng không? Vậy mà chúng ta mỗi ngày từ bi với đứa bé, từ bi với đứa bé và nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ sinh ra cho chồng mình một đứa con. Mình thương ảnh, mình yêu ảnh, dù có đau khổ mình cũng sinh cho ảnh một đứa con. Mình cảm thấy mình là một người phụ nữ gọi là có sự từ bi, một người phụ nữ cao cả, một người phụ nữ đã làm việc gì đó cho người đàn ông mình yêu thương. Nghĩ như vậy mà quyết định sanh cho anh một đứa con, và muốn sanh một người con trai cho anh, nhưng tiếp tục một đứa con gái, rồi tiếp tục phải cố gắng để sinh cho anh một người con trai. Vì mỗi khi anh gần gũi bên cạnh, anh đều nói em cố gắng hãy sinh cho anh một người con trai để kế thừa sự nghiệp của gia đình. Dù là đau đớn vô cùng nhưng phải cố gắng để làm việc này. Khi làm việc này thì cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của chính mình. Vì thấy không? Cái khó của đau đẻ như vậy. Phật nói là thập tử, chưa bao giờ một việc gì trong cuộc đời chúng ta mà nói là thập tử nhất sinh hết quý vị à. Nhưng mà cái việc sinh đẻ lại là thập tử nhất sinh mà quý vị dám làm, thì còn việc gì quý vị không dám làm nữa. Mà chúng ta mang một cái đứa bé trong bụng sinh vẫn bình thường không chết. Vậy thì ung thư, khối u làm gì là mình phải chết. Nhưng do cái tâm tuyệt vọng, cái tâm buồn chán, cái tâm tiêu cực mà nó đi vào cái chết, sạch duyên phước và chết đi. Nếu như chúng ta vẫn bình thường và sống, chúng ta không cần phải lo sợ hãi gì cho tế bào đó. Chúng ta hãy nghĩ rằng do mình tác hại mà hình thành ra như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải mang tâm từ bi thương yêu tế bào, thì tức khắc tế bào sẽ trở lại hoàn cảnh như xưa, bình thường, không có gì cả. Vì thật sự mà nói, cơ thể chúng ta mỗi tế bào đều muốn sống, chúng ta cùng muốn sống với nhau, không ai muốn cắt đi hết bao giờ. Nếu như mình có tâm cắt đi thì sự tác động đó kinh khủng lắm. Nên chúng ta mang tâm từ bi để xoa dịu tất cả những tế bào và khối u trở lại như xưa. Có thể được quý vị à. Cũng như cái tâm mình đối với con trong bụng mình vậy đó. Cái tâm mình đối với con trong bụng mình. Nên mỗi người phụ nữ khi mang thai và đi phá thai, họ sẽ có một sự đau đớn và khóc lóc, sự buồn bã không tưởng tượng được. Vì sao? Vì đó là nhân duyên đến với mình, và mình bỏ đi cả đứa con cũng không muốn mình bỏ nó. Nên cái sự tác động giữa duyên với nhau, tự nhiên chúng ta rất buồn khổ khi bỏ một đứa con, dù mình chưa biết mặt của cháu. Thật sự mỗi một người phụ nữ từng đi phá thai cảm nhận như thế nào, thì sẽ buồn, buồn da diết vô cùng. Thật sự quý vị đều có tâm trạng đó, dù người phụ nữ đó không có sự tu hành gì cả, vẫn có tâm đó. Nên quý vị nhớ rằng hãy mang tâm từ bi là chỗ rất quan trọng, và có một chí hướng sống cực kỳ mạnh mẽ, và có một cái sự dũng mãnh gan dạ. Quý vị có, người phụ nữ này có hết. Quý vị không phải là người nhút nhát. Như vậy tại sao quý vị lại đi sợ ma? Quý vị dám đẻ con thập tử nhất sinh, còn ma có làm gì quý vị đâu. Quý vị chưa từng bao giờ thấy một con ma nào bóp họng người khác chết. Vì mà nửa đêm 12 giờ khuya quý vị tu, quý vị thấy ớn ớn lạnh lạnh sau lưng, và vừa lễ Phật mà vừa nhìn phía sau có cái thò tay đụng vào vai mình hay không. Vì sợ gì? Quý vị có đầy đủ một cái dũng khí mạnh mẽ để sinh con, làm vợ người, hy sinh cả cuộc đời, mà quý vị đi sợ con ma là sợ cái gì? Mà chưa từng ai thấy một con ma nó như thế nào,
bốn mắt hay là hai mũi, hay là hai đầu, hay là bốn tay, hai chân, bốn chân. Vì chưa từng thấy một con ma nào đáng sợ như vậy. Nhưng chúng ta chỉ có thấy những con ma người ta là những con ma đáng sợ trong cuộc đời của mình, mà chúng ta còn dám lăng cặn gần gũi. Mà con ma vô hình chưa từng thấy mà chúng ta lại mang một sự ảo ảnh hư vô mà sợ hãi nó làm gì? Hãy ngồi bình tĩnh lại đi quý vị, để chúng ta cảm thấy bình tĩnh. Ma là ai? Ma là chúng ta. Chúng ta mà đi sợ chúng ta là sao? Thì ngồi suy nghĩ đi. Chúng ta mà đi sợ chúng ta là sao? Cũng như những con người chết đi, họ lăn cặn bên mình là gì? Họ nhờ mình giúp đỡ. Những người bạn này đến để nhờ mình giúp đỡ. Mà nhờ mình giúp đỡ mình đi sợ họ có lý do này không quý vị? Không. Nên tất cả những người sợ ma nghe câu này xóa tan trong tâm đi. Không có đáng sợ đâu quý vị à. Quý vị đừng bao giờ tưởng tượng ma và quỷ là đáng sợ. Không có một con ma con quỷ nào đáng sợ cả. Chỉ có tâm chúng ta mới đáng sợ. Thấy không? Vì coi phải không? Tâm chúng ta mới đáng sợ. Vì tâm chúng ta dối gạt mình. Tâm chúng ta làm những việc mà chính bản thân mình cũng không muốn mà mình phải làm. Chưa từng thấy con ma con quỷ nào làm những việc đáng sợ với người khác. Chỉ có con người. Chưa từng thấy một con ma con quỷ nào nói những lời ngọt ngào để gần gũi quý vị, xong quý vị có bầu đi phá thai. Mà chỉ có con người mới làm việc này. Vì công nhận không quý vị? Bây giờ quý vị phủ nhận đi chăng nữa, lời nói có thô thiển nhưng thật sự nó là như vậy. Hiểu không? Hãy ngồi mà suy nghĩ cho kỹ đi nha. Nó, tôi ít học nên cái lời nói của tôi nó xác thực, khỏi cần phải động não. Thời cuộc nó quá căng thẳng rồi, bây giờ bắt động não hoài làm sao mà sống nổi. Hiểu không? Quá bận bịu, nó quá mệt mỏi, suy nghĩ học hành rồi suy nghĩ đủ chuyện hết trơn, mà bây giờ cứ bắt người ta động não hoài, ai mà chịu nổi. Nên tại sao mỗi ngày quý vị nghe những đức nói chuyện bốn thời mà quý vị thích nghe? Là tại vì những đức không để cho quý vị phải bận tâm và căng thẳng. Không để cho quý vị bận tâm và căng thẳng, quý vị thấy chưa? Trời ơi, cái này là thật sự mà nói, không có người bạn nào đẹp bằng người bạn này. Bởi vì quý vị không thương làm sao được. Dù là ở xa đi chăng nữa mà thương nhớ vô cùng. Thật sự mà nói, có khi mà nghe tin gì buồn khổ khóc lóc, chồng hỏi vì sao nàng khóc, nói em không biết vì sao em khóc. Không dám nói vậy ơi. Thật sự không dám nói luôn, nói ra thì kỳ quá. Không biết chồng có thông cảm cho mình hay không, đúng không quý vị? Nhưng có khi nằm buồn nhớ khóc, chàng ơi, nhớ ngày nào về mỗi tuần gặp, bây giờ đâu mất tiêu rồi. Cứ là mỗi tuần đi làm, cứ trong ngày thứ bảy chủ nhật về để gặp, xóa tan đi những cái nỗi buồn mệt mỏi. Bây giờ cái đó đâu mất tiêu rồi. Tôi thấy một tuần tôi bây giờ dài quá. Thấy chưa, không đơn giản đâu quý vị. Nhưng mà do cái tâm quý vị như vậy nên bây giờ trả lại cho quý vị. Thấy không? Trả cho quý vị là tại nơi quý vị, tại chỗ quý vị, bất cứ nơi nào quý vị cũng có người này để động viên, khích lệ, là một người bạn hư vô, cần là đến, không cần phải tìm. Thấy không? Hay chưa? Quá tuyệt. Cần là đến, không cần phải tìm. Tìm bây giờ kẹt xe tùm lum. Tốn kém nhiều mặt. Bây giờ cần là đến, không cần thì thôi. Quý vị thấy chưa? Quý vị niệm Phật bây giờ ước là có rồi đó, thấy không? Lúc nào cần gặp là gặp liền. Nó giơ tay không đụng. Nó thì làm sao dính mắt nhau. Thấy chưa? Còn đó thì còn chơi chùm chùm dính. Rồi đứng gần chụp hình của bây giờ không có được cái gì. Nhưng mà nó lại sát bên cạnh quý vị. Công nhận hay thiệt nha quý vị. Quá tuyệt vời. Cái này mà không biết chân quý nó đi tìm đâu vậy ta? Hả? Hiểu không? Nên mong quý vị có thể niệm Phật, phát triển được bi trí dũng của cuộc đời mình. Và ý nghĩa nhất của cuộc đời là cố gắng niệm Phật. Đừng buồn dặn người khác để trong tâm. Hãy sống bằng cả tấm lòng của mình. Để khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Ai vậy đâu vâng.